Ủa, chưa tới mà Tuấn, cậu lộn rồi. Mình phải đi sâu vào 2 cây số nữa mới tới lận. Em muốn dành cho chị, cho gia đình mình một bất ngờ. Chị cứ đi theo em, xem căn nhà mới của chị nè. Khoan Tuấn. Sao chị? Còn căn nhà trong tấm ảnh này. Căn nhà này không còn nữa đâu chị. Sao vậy? Người môi giới mời chào và anh chị đã nhận lời mua, cho nên mới nhờ em. Thì mọi chuyện bắt đầu là như vậy. Khi em lên gặp thì tay môi giới đã bẻ cò, khi có người trả quy hồng cao hơn. Với lại chủ căn nhà đó đã chia đất đai hết cho con cháu, đâu còn đất để cho chị trồng hoa đâu. Sao cậu nghĩ là chị muốn trồng hoa? Thì chị cứ đi theo em xem cái đã. Em tin là em hiểu chị mà. À, chị đi gói tắt này nè. Đi chị. Chị đi theo em. Chị Trang à, từ khi hoàn cảnh sống của chị đột ngột xô ngoặt sang một hướng khác thì chị cũng trở nên lặng lẽ hơn. Cho đến khi nghe chị đưa anh Minh lên Sài Gòn để chữa trị và tìm một căn nhà ở thuộc làng Hoa Sương, xa nội thành đông đúc, thì lúc đó em đã hiểu chị sẽ mãi không quay lại cuộc sống cũ. Chị Trang à, chị đã đúng. Thiên nhiên, hoa cỏ sẽ giúp cho con người ta mau khuây khỏa hơn. Cậu trở thành nhà tâm lý từ hồi nào vậy? Ừ. Mà cũng lạ. Chuyện tai nạn lại như giúp đánh thức trong chị một suy nghĩ khác về cuộc sống. Mà trước đây chị chưa nghĩ tới bao giờ. Rồi chị sẽ chia sẻ nó với anh Minh. Chị nói như vậy em thật vui. Chị Trang à, trở lại chuyện căn nhà mình mua hụt, em có nói với chị là phải chờ vài tháng vì có kế hoạch xây lại mới hoàn toàn. Căn nhà gần 100 năm tuổi đó cũng đã rệu rã lắm rồi, chứ chưa nói tới nguy hiểm trực chờ. Cũng may là có căn nhà mới này rao bán khi mới vừa xây xong. Em chỉ làm một công việc thuyết phục chủ nhân để y trạng bông hoa vườn tược để y nguyên cho chị. Chị nhìn đi. Chị cảm ơn cậu nhiều lắm. Lại nữa. Thôi, chị em mình về. Lo nay mai dọn lên để ở. Đi thôi.
Mẹ con em thấy chưa? Có thằng này thay cho hai cái cẳng, anh sẽ không làm được khối việc đó nha. Không khác gì lúc trước đâu. Con gái của ba có thấy vậy không nè? Để con nhắc lại cho ba nhớ nha. Sau nuôi chim sẽ là kế hoạch nghiên cứu các giống cây kiểng, rồi sau đó trồng thử. Ba nhớ chưa? Alo. Alo, xin lỗi, ai đầu dây ạ?
Alo, alo. Chị hai, ai gọi vậy chị? Không biết nữa. Số máy lạ. Mà sao không lên tiếng rồi tắt máy à? Alo. Xin lỗi, ai gọi vậy? Này tắt máy nữa rồi. Ai mà rảnh quá vậy không biết. Số máy bàn hay số máy di động? Em gọi lại thử coi. Rồi có chuyện gì thì sao? Số máy bàn. Mà số dưới quê mình á. Dạ, bao nhiêu vậy cô? 3.000. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Không ai nghe máy hết. Chị hai, hay là mình gọi lại lần nữa đi. Có chuyện gì mình biết cho đỡ lo. Dạ, xin lỗi. Em vừa nhận được cuộc gọi từ số máy này mà không nói chuyện được, nên em gọi lại coi thử ai vừa gọi ạ. Vậy ra... Dạ, cảm ơn chị. Ai gọi vậy em? Có chuyện gì không? Điện thoại công cộng. Người ta nói ông khách vừa gọi đi rồi. Sao chị không hỏi dốc dáng của người đó? Bộ có chuyện gì hả Lan? Không. Tôi tới gặp cô, chứ không dám làm phiền bà chủ trong lúc này. Dạ, không có chuyện gì đâu chị. Chắc ông Tư Xích Lô muốn gọi tìm mình về chuyện hai chị vàng. Thôi, không kể chuyện này làm gì. Anh chị hai nghe được thêm buồn. Các chú nghĩ anh cả xử lưu tứ thật hả? Các chú cũng thừa biết lưu tứ luôn là một ngoại lệ, không chừng còn ngoại lệ cái chị nữa đó. Nếu anh cả chưa xử thì hiện giờ Lưu Huynh đang ở đâu? Mà sao anh cả lại lệnh cho tụi này không tìm kiếm số vàng đó nữa? Lưu tứ đây được anh cả giao cho làm một nhiệm vụ đặc biệt. À, em nhớ rồi. Vậy thì theo hai chú, số vàng nó đang ở đâu? Mặc dù chưa điều tra ra, nhưng em vẫn tin Lưu tứ. Số vàng đó vô cùng quan trọng, vì nó rất cần thiết cho tụi mình trong lúc này. Chị cũng không ngại nói cho hai chú biết là sau khi bị bọn thằng Sô Kha cướp hàng ở Ta Keo, rồi đến vụ cháy kho hàng, chúng ta gần như trắng tay. Rồi nay ông Quân, chú của anh cả, lại rút lui, chuyển nhượng mặt bằng công ty cho người khác, thì coi như chúng ta đã mất đất làm ăn. Nếu Lưu Tứ đi chuyến này mà không thành công,
thì chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Chính vì vậy mà chị muốn bằng mọi giá lần này chúng ta phải tìm cho ra số vàng đó. Nhưng mà anh cả... Bà ngẫm lại đi. Từ lúc lấy nhau tới bây giờ, vợ chồng mình càng cực lực mà vẫn cơ cực. Nhà cửa thì ngày càng hư hại, mà không có tiền sửa chữa. Cơm ăn bữa đực bữa cái, nuôi hai đứa nhỏ ăn học kiểu này mà bà biểu chúng lúc nào cũng ráng học giỏi được sao? Tôi á, cũng ước ao cho hai đứa nhỏ được học hành tới nơi tới chốn. Nhưng rồi tiền đâu mà lo? Cứ cái đà này, trước sau gì cũng giống như vợ chồng thằng Tám Đủ thôi. Thì tôi cũng biết vậy. Nhưng mà ở đâu quen đó, bỏ đi rồi liệu có khá hơn không? Tôi đã tính kỹ rồi, nhất định phải khá hơn, nhất định phải đổi đời. Tôi sợ lắm. Ở đây, nhà dột cột siêu thì cũng là nhà của mình. Đói rách thì còn có chỗ chui ra chui vô. Chứ nơi xứ lạ quê người, tôi sợ. Trời ơi, biết nói sao cho bà hiểu đây. Đó là quê của tôi, chứ xứ lạ quê người nào. Ở đó tôi không còn người thân ruột thịt, nhưng tôi còn có bạn bè chí cốt. Má thằng Mạnh nhìn đi, tôi phải mất ăn, mất ngủ, phải nát óc suy nghĩ mới quyết định được cái việc hệ trọng này. Tại sao bà không nghe tôi? Tôi hiểu lắm chứ. Nhưng mà... Bà hiểu? Bà hiểu mà bà hiểu cái gì? Chỉ cần bà nghe theo tôi thôi, chứ bà hiểu sao được mà hiểu. Ông nói vậy là sao? Vợ chồng mình bao lâu nay có chuyện gì mà không hiểu nhau? Hay ông đang giấu tôi chuyện gì hả? Trời ơi! Nè, trời, tiền ở đâu mà nhiều như vậy? Thì tôi vay mượn bạn bè, mỗi người một ít. Trời ơi là trời, chuyện lớn như vậy mà sao ông không bàn tính với tôi một tiếng? Bàn tính tính cái gì? Để rồi bà bàn ra hả? Nói vậy là hồi hôm qua mượn xe đạp của thằng Mạnh chạy cả buổi là để mượn tiền đó hả?
Có ai đó ép chú phải chuyển nhượng công ty, đúng không? Tôi nói có sai không? Đằng sau cái vụ cháy kho này là có kẻ muốn hại chúng ta. Chúng ta? Đúng, chúng ta là chú và tôi đó. Cái kho hàng của chú không thể tự nhiên mà cháy. Thằng Khiêm thủ kho cũng không phải tự nhiên mà không thoát ra được, mà chịu chết như vậy. Giờ thì không còn gì để giấu. Tôi nói luôn cho chú biết, nó hại chú sạt nghiệp, nó ép chú phải bán công ty cho người khác, là nó hại chết tôi đó. Mày, mày là ai? Thảo. Dạ. Ghé tìm Mỹ Nghệ đồ gỗ. Dạ. Cái này nhiêu vậy cô? Dạ 1.700.000. Đây là hàng tốt đó anh. Ờ, để tôi coi lại nha. Dạ, coi cho mẫu rất là đẹp và hài hòa nữa. Dạ thưa bác mua gì ạ? Bao nhiêu tiền? Dạ 500.000. Có cần gói không bác? Khỏi. Dạ. Dạ cảm ơn bác. Con học bài hả? Dạ. Dì qua thăm nội con nè. Vậy hay gì, vui quá à. Nội con đang ở ngoài vườn khỏe, để con đưa dì ra ngoài. Ừ, dì cảm ơn con. Dạ. Nội ơi nội, có dì Trang qua thăm nội nè nội ơi. Đó đó, sắp tới đám lặng đó, cũng cho điều quá nghe. Nội ơi nội, nội có khách nè nội ơi. Ờ. Ủa, cô láng giềng mới đây ha. Dạ, con chào dì Chính. Ừ, cô qua chơi hay kiếm tôi có chuyện gì không? Dạ, con qua chơi, nhưng con cũng có chút chuyện nhờ dì Chính. Ừ, vô nhà uống nước đã. Dạ thôi, dì Chính cứ làm việc đi, con ở đây chơi nói chuyện cho nó mát. Nhìn vườn huệ của dì Chính á, còn hàm ghê á. À, vô nhà uống nước đi cô, tôi cũng đang mỏi lưng, định nghỉ tay một chút đây. Cô Trang qua học nghề trồng bông của nội đó nội. Tổ cha mày, sao mày biết? Toàn là nói hớt không à. Tại vì con khoe với dì Lan nội trồng bông giỏi nhất xóm này á. Thôi vô nhà đi, đi vô nhà. Dạ. Có khách sạn không mất tiền rồi, sao không để vali lại đem về chi cho nó nặng. Đồ đạc em để lại hết rồi, còn trong này là đồ đạc mua cho mẹ con Linh thôi. Anh chị có chút quà gửi cho hai mẹ con. Dạ cảm ơn anh. Cậu về ráng thu xếp, hôm nào thuận tiện đưa mẹ con nó lên đây chơi một chuyến. Em cũng tính như vậy,
Vợ em mà lên đây thấy nhà vườn của anh chị chắc là mê chết. Ờ, như chị Trang của cậu cũng vậy, mê dữ lắm rồi. Thấy anh chị ổn định như vậy em mừng lắm. Anh nói thiệt cậu nghe, lúc mới tỉnh dậy trong bệnh viện, anh có hỏi sơ qua mấy cô y tá. Thật sự lúc đó anh biết cuộc đời của mình đang rẽ vào một con đường rất hẹp. Có lẽ do phải đối diện với một thực tại khắc nghiệt, phải cân nhắc để lựa chọn một cách sống thích nghi. Do đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, và từ đó cũng ngộ ra được nhiều điều cậu Tuấn à. Thú thật, khi biết hậu quả của vết thương, em lo lắm. Nhưng em biết anh không phải là người chỉ sống cho riêng mình, nên không dễ rơi vào tâm trạng quẫn bách. Em tin điều đó. Không vận động thôi, chứ không có nghĩa là không hoạt động. Cậu Út ơi! Hả? Xe tới rồi đó cậu. Cậu cảm ơn con. Anh ráng mau khỏe. Lần sau em lên, anh em mình lai rai, có nhiều chuyện để nói. Em về, chắc về bữa má lên. Má cũng nóng ruột, cứ gọi em về sớm. Chị Hai ơi! À, cậu Út ơi, mẹ con qua nhà bà Chính rồi. Anh nói với chị Hai em về. Anh chị có khó khăn trục trặc gì, cứ gọi điện cho em. Thôi cậu về đi, xe đang đợi. Dạ. Anh chị cũng tạm ổn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm nghe. Dạ, em về. Ba ba, mình ra cửa tiễn cậu Út luôn nha. Con để xe cho ba nha. Con ngoan quá. Thôi cậu về, con ngoan lắm, ráng học giỏi nghe. Dạ. Em về nghe anh. Gia đình bên chồng tôi theo nghề trồng bông huệ này lâu lắm rồi đó. Cô nhìn coi cái đám mồ mả kia kìa là biết liền ha. Mà hàng xóm láng giềng với nhau có gì mà cô Trang phải ngại. Tôi theo cái nghề trồng bông này từ hồi mới về nhà chồng tới giờ đó. Cũng không khó khăn gì đâu, chỉ qua một mùa là quen ngay thôi mà. Dạ, nhưng bây giờ cô mới bắt đầu trồng thì có muộn quá không gì Chính? Ừ, có trễ chút đỉnh, nhưng mà không có ăn nhầm gì. Thường thì bắt đầu sau mưa thì người ta xuống giống, tới tháng 8 hay tháng 9 thì cây quế cho bông. Nếu mình xuống giống loại lớn cũ, cỡ ngón chân cái, thì quế sẽ có bông sớm hơn chừng một tháng. Như vậy, tới khi vô vụ thu hoạch đông keng thì mình vẫn có bông để cắt. Mua giống có khó lắm không gì Chính? Ôi, thiếu gì. Bên bà Điểm có giữ giống, họ bán quanh năm mãn mùa. Chừng nào cô Trang muốn mua thì tôi dẫn đi. Dạ. Mà nè, tôi có giữ quen, không có sợ người ta bán mắt. Lại có xe ba gác chở về tận nhà cho mình nữa. Nội. Dạ. Nội ơi. Ờ. Nội. Nội ơi, cho con qua nhà dì Trang chơi chút nha nội. Dì Trang đang ở đây, ai ở bển đâu mà con qua chơi. Dạ, có bạn Thị Trân bên bển. Bạn Thị Trân có con chó Milly nhỏ xíu mà lông xù đẹp lắm á nội. Vậy con hỏi dì Trang coi dì Trang có chịu không. Con qua bển chơi đi, Thị Trân ở nhà có một mình cũng buồn lắm á. Dạ con cảm ơn dì. Thưa nội con đi. Thưa dì con đi. Ừ. Tôi nghe sắp nhỏ nó nói chú bên nhà mới vừa bị tai nạn, có phải không?
Dạ. Bây giờ anh phải đi lại bằng xe lăn, vết thương còn phải theo dõi. Tụi con chọn sống ở đây là cũng để gần bệnh viện, tới lui thăm khám cho tiện. Mày cho tao căn nhà của mày sao? Mày có lòng với bạn bè thì tao cảm ơn, nhưng tao thấy mày tính như vậy thì hiu quá. Hiu cho có hai thằng luôn. Mày nói hiu, mày hiu ở chỗ nào? Thôi, để tao làm ít công khôn, rồi mày làm với tao ly rượu, tao nói cho mày nghe. Rồi, bây giờ hiểu sao mày nói tao nghe coi. Cái này là tao nói giả dụ thôi nghe. Nếu lỡ mày làm ăn thất bại rồi quay về thì tính sao? Lúc đó cái ghe của tao đã thành củi mục rồi. Chẳng lẽ gần chục mạng người em hết vô cái nhà nát của mày, rồi lấy gì sanh sống? Không lẽ hai thằng thay phiên nhau đạp chiếc xích lô cũ cũng sắp lụng như hàm răng ông già? Tao đủ ơn, tao biết đối sao cho mày hiểu. Tao bây giờ có miệng mà chẳng nói nên lời. Không riêng gì với mày, cả với vợ con tao cũng đành chịu vậy. Biết làm sao đâu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Uống hết ly này, coi như mọi chuyện xong nghe. Đâu có được, phải nói chuyện dứt dạc rồi mới uống. Dứt dạc có con khỉ. Mày không uống thì thôi, coi như tình nghĩa bạn bè chấm dứt. Tao vậy. Khoan, tư nhỏ. Mày... Nghe anh Tư bàn với ba thằng Lân như vậy, thiệt tình em thấy không ổn chút nào. Em cũng biết tình nghĩa của hai ổng từ nào tới giờ, nhưng nói thiệt, có cùng đường thì cũng phải tính toán cho kỹ chứ chị. Cũng vì chuyện này mà tức trắng đờ con mắt. Ổng quyết tâm tới cỡ đó rồi, giờ chị cũng không biết tính sao nữa. Ê, coi chừng. Nè, cẩn thận đó mấy đứa. Mấy cái đứa nhỏ này gặp nhau lần nào cũng vậy. Con nít mà chị, rồi nửa lớn lên gặp nhau thì cũng nhậu như anh Tư với ba thằng Lân thôi, chứ có khác gì. Chị nói tiếp đi chị. Thì vậy đó, chị ngăn cũng hết được. Cãi nhau riết hả? Thôi thì cứ chiều ổng, tới đâu hay tới đó, chứ biết tính sao giờ. Nhưng chị giúp như vậy, thiệt tình mà em thấy ngại quá. Nói thiệt lòng, không phải là không ham. Chiếc ghe của em giờ như chiếc mê rách.
hết chỗ giá diêu. Đêm ngủ, hai vợ chồng phải thay phiên nhau thức tát nước năm bảy bận. Còn khi mưa giông thì trong bụng đánh lô tô, không biết lúc nào chìm nữa. Chị thì còn ngại cái gì nữa? Làm người sao không ngại được hả chị Tư? Hai mẹ nè, cái nhà này có lành lặn gì cho Cam? Với lại, nói nào ngay, bàn xong chuyện miếng đất với miếng thổ cư này cho em rồi, thì chị cũng còn một điều kiện với ổng là lấy tiền bán miếng giường để thủ cho mẹ con chị một chỗ ở trển. Sao cũng được, miệng có chỗ chui ra chui vô, gọi là đề phòng. Nếu như mọi chuyện không như ông tính thì còn đường mà lùi. Chị nói thiệt hết như vậy đó, em đừng có ngại nữa nha. Thôi, quyết định vậy đi, không có bàn ra tính vô nữa. Để chị dạy em làm chúa giác, rồi em thế chỗ chị mà bán. Chị tặng em bộ đồ nghề luôn. Rồi chị lên trên đó mận gì sinh sống? Chị cũng tính mang theo, mà ổng không cho mang theo thứ gì hết. Ông nói, ôi, mà ổng mơ mộng tùm lum hết á. Thôi, mệt lắm, bỏ hết mọi chuyện đi, đi với chị. Thảo, dạ. Tất cả giúp chú. Dạ. Tôi chỉ muốn biết kẻ ép chú phải bán cái công ty này là ai. Chào tôi. Mày là ai?